Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiền có khả năng thần thông, chớ sai lầm nhân quả. Theo như Hán tự, chữ tiền là từ chữ kim và hai chữ hoa giáo mát mà thành. Có bài kệ nói rất hay: nhị hoa tranh kim sát khí cao, nhân 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 tha phạm lao đao, ngăn hội dụng giả siêu tam giới, bất hội dụng giả nghiệt nan đào. Nghĩa là hai giáo tranh tiền sát khí cao, người người vì nó chịu lao đao, biết dùng thời đặng thoát tam giới, không biết dùng khó mà thoát tội. Qua tức là can qua, giáo mát là một loại võ khí. Tiền được đúc thành bằng kim loại, hai người cầm giáo tranh nhau tiền, cho nên tạo thành biết bao cảnh ác nghiệt như giết người, phóng hỏa, anh tranh, tôi đoạt, sát khí cao ngất tận mây xanh. Tiền tuy là giả, nhưng ai ai cũng mê mết nó. Không những người thích tiền, mà quỷ cũng thích tiền. Người sống cố tìm đủ mọi cách, phí hết tâm trí để kiếm tiền. Quỷ không có làm việc nên không thể kiếm tiền, nhưng nó cũng có cách làm tiền và khiến người ta đốt tiền giấy cho nó. Thật ra, quỷ đâu có cần tiền, đốt tiền giấy là một loại mê tín, lãng phí tiền bạc, đem tiền thật quá thành tro bụi. Loại tư tưởng ngu si này thật là không thể nói nổi. Tại Á Châu, có một thứ phong tục là lúc còn sống, người ta tự đốt thật nhiều tiền giấy cho mình, vì tưởng rằng ở âm phủ có ngân hàng tồn khoáng, chờ đến khi chết là họ sẽ được làm quỷ phú hộ, hoặc giả là họ sẽ dùng tiền đó hối lộ Diêm Vương để được giảm nhẹ tội. Họ đâu biết rằng Diêm Vương là một phán quan vô tư, mặt lạnh như tiền, ông chỉ chiếu theo công trạng mà xét xử, chứ không nhận bất cứ hối lộ nào. Vì vậy, nếu muốn hối lộ Diêm Vương thì thật là uổng phí cả tâm trí. Nhưng cũng có người nghĩ như vậy, cứ tưởng rằng tiền có năng lực thần thông, hễ có tiền thì mọi chuyện đều thông qua như câu nói. Tiền nhiều có thể sai quỷ kéo cối xay, đó là lối suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người này sau khi chết nhất định sẽ đọa địa ngục. Tại sao? Bởi lúc còn sống trên thế gian, nhất định là họ đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm, vì muốn cứu giãn nỗi thống khổ của mình sau khi chết, nên họ mới đốt thật nhiều tiền giấy. Họ chuẩn bị đưa cho bọn tham quan ô lại những bao lì xì đỏ, xem như để mua chuộc sự dễ dãi vậy. Loại tư tưởng này là lừa dối cả chính mình, thật đáng cười thay. Tiền chi phối người thế gian đến nỗi điên điên đảo đảo, làm những chuyện sai quấy. Bà con lại chẳng chịu nhìn, mà cứ dốc lòng muốn đoạt của lẫn nhau, đến nỗi người thân trở thành người dưng nước lã, thậm chí còn xem như thù địch nữa, đáng sợ lắm thay. Bởi vì những vấn đề đó, cho nên người tu đạo nên giữ giới tiền bạc để khỏi bị quấy nhiễu bởi mấy thứ phiền toái như vậy. Sao gọi là giữ giới tiền bạc? Tức là tay không rờ đụng tiền, đó mới là người Phật tử chân chánh, giữ được luật Phật và chuyên trì tịnh giới. Không những tay không sờ mó tiền, mà tâm ý cũng không nghĩ đến tiền. Nếu biết rằng tiền là vật không sạch sẽ vì có di trùng bám vào, cho nên chúng ta hãy nên ném tiền ra khỏi chính tầng mây, coi nó là vật chẳng lành vậy. Người tu đạo nên vì chúng sanh làm phước điền tăng, thay chúng sanh gieo phước, tiếp nhận sự cúng dường và không được phan duyên, cũng như không được tham cầu sự cúng dường. Người tu hành chỉ nên tùy duyên, tùy phương tiện, chứ không có ý đồ gì khác. Tại sao người xuất gia không thành đạo? Bởi họ không phá nổi hai cửa, tài sắc. Tài khiến người mê hoặc, sắc làm cho người điên đảo. Hai tảng đá chướng ngại này cản trở người tu hành, khiến người ta đắm mê, không cách gì tự thoát ra được, thậm chí lại còn trôi nổi, hùa theo. Bất luận ai, hãy giữ giới tiền bạc, tự mình nên đặc biệt chú ý và hết sức cẩn thận. Tay không đụng tiền,
tâm cũng không nên nghĩ đến tiền. Đừng nên bên ngoài ra vẻ tuân thủ, mà bên trong vẫn ham cầu lợi dưỡng. Nếu ai có tư tưởng và hành vi như vậy, thì hãy mau mau sửa đổi, chứ đừng biết rồi mà cứ cố phạm. Những ai dùng phương thức ngũ tà mạng, năm nghề bất chánh để sanh sống, đều không thật sự là Phật tử, mà là trùng trong thân sư tử, mặc áo Phật, nương theo Phật để kiếm ăn. Nói tóm lại, hễ người có tâm phan duyên là tham tài, đều không có tư cách làm đệ tử Phật. Ai ai cũng vì tiền, mà không biết nó là nguyên nhân sanh ra biết bao nhiêu phiền phức. Những ai biết dùng tiền để làm nhiều chuyện công đức như xây trường học, mở nhà thương, làm những việc có ích cho dân chúng, lợi người, lợi mình, thì họ sẽ thoát ra tam giới, khỏi bị cái khổ sanh tử luân hồi và đạt đến sự chân lạc của Niết Bàn. Nếu người không biết dùng tiền, chỉ tạo nghiệp ác, làm những việc tổn hại đạo lý, thì khó thoát khỏi tam giới và bị đọa địa ngục. Cho nên nói, tài, sắc, danh, thực, thùy là năm cội gốc của địa ngục. Hãy nhớ kỹ, không nên sai lầm về nhân quả. Vì nhân quả không sai chạy một tơ một hào, cũng là định luật bất biến ngàn đời. Cho nên, hễ quý vị sai lầm về nhân quả, tức nhất định sẽ bị quả báo. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说